Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với lại Nhi Huyền và Lê Thái. À, và kết thúc quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 7 tây tháng 11 năm 2020. À, Nhi Huyền và Lê Thái rất vui vì gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng giống như mỗi tuần. Và xin gửi lời chào đến chị Nhi Huyền. Chào Lê Thái và kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay đã là ngày thứ Bảy rồi quý vị. À, tuần vừa rồi rất là căng thẳng phải không quý vị là với tất cả mọi người về trong cuộc bầu cử nên cuối tuần này relax một chút xíu và ngày hôm nay thời tiết uh, xuống rất là nhiều so với ngày thứ năm với lại là ngày thứ tư vừa rồi. Nhiệt độ chỉ là từ 60 cho tới 70, cao nhất 70 mà thôi. Là cái mùa Thanksgiving còn hai tuần nữa thôi là Thanksgiving ở ông thái. Dạ vâng. Khi mà mùa à, lạnh đã tới. Và khi mà chúng ta thấy mà thời tiết đã trở lạnh rồi thì bắt đầu là những cái ngày lễ lớn trong năm lại à, à, chúng ta sắp sẽ chuẩn bị cho đó những ngày lễ lớn trong năm ừ. và những những cái mùa ngày lễ lớn trong năm này thì em rất là hứng thú rất là vui và không biết chị Như Huyền như thế nào nhưng mà riêng em lúc nào em cũng mong đến những ngày cuối năm ờ, những ngày cuối năm rất là vui từ vì là Christmas đi ra ngoài mơ thì màu mè đẹp hơn nhiều và yeah. Thanksgiving cũng sắp tới và những cái trang trí của Thanksgiving và nhất là thơ kỳ nói yeah. về thơ kỳ là chắc năm này Thái sẽ nướng một con thơ kỳ phải không từ vì là Thái nấu nướng rất là giỏi thưa quý vị dạ vâng và kính thưa quý vị năm nào cũng vậy hết Thái cũng nướng một con gà tây rất là lớn để dành cho gia đình ăn trong ngày lễ Thanksgiving ừ. ờ, mà lần nào nướng cũng rất là thành công. Tại vì nướng gà tây cũng rất là khó chứ không phải dễ đâu. Dạ, mà một rồi. số người người ta không có biết làm về cái kỹ thuật làm với lại mà ừ. oh, chúng ta phải biết về cái nhiệt độ với lại phải ừ. chọn được con gà gà tây với cái số power như thế nào ừ. thì con gà tây mình mới ra được cái, cái 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 nó mới chín như thế nào và nó sẽ ngon ừ. như thế nào yeah. thì cái đó cả cả là một cái kỹ thuật nấu ăn gà tây rất là nhiều cách để nấu. Yeah. Nướng cũng có nhiều người người ta chiên cũng có ừ. một số người ta sẽ thịt ra người ta làm cho nó dễ cho nó dễ màu chính cũng có nhưng mà riêng mình thì nếu như mà trong ngày lễ Thanksgiving mà quý vị đã nguyên một con gà tây để mà quý vị đẹp nướng hơn. thì nó đẹp hơn đúng, đúng rồi, rồi. À, nhìn nhìn nó có vẻ là Thanksgiving nhiều hơn à, nói về à, để bắt đầu lại chương trình thì nhi huyền với lê thái cũng à, nói tên nêu tên những quý vị mà đã thắng trong tuần những cái câu hỏi về tuần trước thưa quý vị thì hầu như là những cái quý vị tuần này thắng là cũng nhôm cũng quý vị mà đã thắng của tuần trước thưa quý vị ở trên Facebook ở trên YouTube và cũng như ở trên trang web của đài LS TV và cái câu hỏi tại có nhiều người ở trên YouTube có nói là Nhi Huyền nên lặp lại cái câu hỏi rồi mới trả lời cho nên cho những người mà chưa có theo dõi chương trình vào tuần trước thì đây cái câu hỏi của tuần trước thưa quý vị người leo núi holy couture được tìm thấy còn sống sau khi mất tích hai tuần ở công viên quốc gia nào thì câu trả lời đó là zion national park tức là câu c và câu thứ hai là người dẫn chương trình radio của giới bảo thủ nào thông báo họ đã bị ung thư ở ung thư phổi vào cái giai đoạn cuối thì cái câu trả lời đó là b russ limbard và cái câu cuối cùng đó là tàu vũ trụ Orion rex of NASA đã thu thập thành công các mẫu từ Benu thì Bennu là cái gì thì đó là một tiểu hành tinh thì cái câu trả lời đúng đó là câu đi thì à, bây giờ Lê, à, Lê Thái sẽ nói với là à, quý vị ở trên YouTube và Facebook ai thắng vậy Lê Thái? À, nếu mà trên YouTube thì quý vị ở trên YouTube thì chúng ta có là à, anh Hùng Lê đã thắng đã trả lời đúng cái câu hỏi mà trong cái câu hỏi đó, rất là sớm và ở trên facebook là cũng là cô kim trung là một cái, cái vị khán giả rất là quen thuộc à, luôn luôn lúc nào cũng xem chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng với lại như huyền và lê thái và trả lời những câu hỏi và cô trả lời rất là đúng và có có những cái comment rất là dễ thương dành cho những cái sướng ngôn viên à, à, trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ừ. thì à, như huyền và lê thái cũng thay mặt đại cảm ơn à, cô kim trung cùng tất cả các quý vị khán giả đã dành thời gian à, theo dõi và đồng hành cùng chương trình cà phê sáng cuối tuần à, với như huyền và lê thái rất cảm ơn quý vị rất là nhiều À, lê thái xin đọc lại là anh hùng lê ở trên youtube và cô kim trung ở trên facebook và trên website thì là có cô hương vi là ba ừ. vị khán giả đã trả lời đúng cái câu hỏi của đài lscv trong chương trình cà phê sáng và quý vị có thể là liên lạc lại với lại cái uh, uh, phía trước cái office của đài gặp Jenny để mà chúng ta nhận quà ha à, cảm ơn quý vị rất là nhiều và cô Kim Trung ở trên Facebook đã nói nhường cho hai cái món quà cho ừ. Nhi Huyền và Lê Thái cái coupon đó cảm ơn dễ cô dễ Kim quá. Trung rất là nhiều dễ thương. Rất tương nhưng dễ mà cô thương. Kim Trung nơi tên lái từ bị đây là cái món quà à, không không có nhiều chỉ là ít thôi thưa cô cô Kim Trung thì cô Kim Trung có thể tới nhận món quà này và chỉ là và cô cùng... Kim Trung được ba chục đồng Dạ đúng rồi yeah. và đến ngày hôm nay thì cô được ba cái coupon yeah. và cô có thể sử dụng cái này để mình cho gia đình hay là những người quen của mình để ừ. đi ăn bún nước lèo sóc trăng ừ. cũng là một cái đơn vị bảo trợ các chương trình của đài cảm ơn cô Kim Trung rất là nhiều ừ. à, và chị Như Huyền này quay lại chương trình cà phê sáng cuối tuần thì à, em có một cái câu em hỏi em chị là ừ. đối với người phụ nữ em không biết là à, em sẽ không hỏi đàn ông bởi vì mình là đàn ông rồi yeah. thì cái tâm lý đàn ông thì mình nắm rồi ừ. mà đối với phụ nữ thì cái mái tóc của người phụ nữ thì người ta có quan trọng hay không đối với phụ nữ cái mái tóc là quan trọng nhất thưa quý vị thì quý vị cũng thấy đó nếu mà cái khuôn mặt cái mái tóc là gốc con người mà, đó là cái câu châm ngôn của người Việt Nam mình. Nên khi mà những cô gái hoặc là như nhi cũng vậy là chăm sóc tóc rất là nhiều, tóc mình mà phá nhiều quá nó bị khô thì cái 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 trong cái máu của mình nó không có tốt thì làm cho tóc của mình cũng không tốt nên là rất là chăm chút vào cái mái tóc của mình người ta dạ dạ đúng rồi và không phải là chỉ có những người phụ nữ người ta mới chăm chúc uh, mái tóc của mình không đâu và tất cả các đấng nam nhiên các đàn ông cũng vậy giống như lê thái thì cái mái tóc cũng là một cái uh, một cái uh nơi ở trên cơ thể của mình nó mọc ở trên đầu của mình nó giúp cho người đàn ông đẹp hơn phong độ hơn và chúng ta có thể chúng ta tạo nhiều kiểu đẹp hơn nhưng cái mái tóc nó là một cái điều một vấn đề rất là quan trọng giống như chị như huyền nói là cái răng cái tóc là gốc của con người à, nhưng đối với một một số người đàn ông thì à, không biết vì lý do gì về lý do sức khỏe ha về cái 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 gen di truyền của người ừ. ta hoặc là một số tác động nào đó ở ngoài môi trường cũng như sức khỏe trong người thì người ta bị rụng tóc rất là nhiều và ừ. bị hói đầu và đây cũng là một trong những cái trăn trở rất là lớn đối với các tất cả các bậc uh, mày râu cũng như ừ. là đứng nam như người ta dùng là đúng mà là đứng mày râu ấy ừ. tại vì khi mà cái cái râu cái tóc này nọ là người nam người ta rất là quan trọng ừ. và kính thưa quý vị à, nếu như mà nói về cái lý do rụng tóc thì rất là nhiều cái lý do để mà chúng ta nói trong ngày hôm nay và Lê Thái sẽ nói Nói sau sâu thì Lê Thái và Như Huyền sẽ đưa đến cho quý vị một cái bản tin này đó là một cái vụ khởi kiện vì ở Ấn Độ người vợ đã kiện người chồng vì khởi phát hiện là chồng mình bị hói đầu. À, đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy cũng rất là rất là lạ mà ừ, Lê Thái và Như Huyền cũng bị muốn gửi hói đến. bị rồi mà còn bị kiện nữa. Dạ đúng rồi, <laughs> đã bị hói rồi mà còn bị kiện nữa. Và kính thưa quý vị, chứng hối đầu của người đàn ông này đã làm tan vỡ của hôn nhân của ông mới được hơn một tháng thôi. Và khi người vợ đã phát hiện chồng mình đội tóc giả, thì người phụ nữ 27 tuổi ở Mumbai của Ấn Độ là nhân viên kế toán kết hôn cùng người chồng là 29 tuổi làm trong một công ty tư nhân vào tháng 9 vừa rồi và mới đây cô này đã phát hiện chồng mình à, lừa dối mình là anh ta đã cố gắng che giấu cái chứng hói đầu và khi mà đã làm đám cưới xong rồi thì cô mới phát hiện ra là chồng mình đội tóc giả và cô nói là nếu như tôi biết anh ta bị hói đầu thì từ đầu tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh ta và cô nói như vậy và ông kelas vavi là thanh tra cao cấp tại sở cảnh sát ở nayanaga bang naharashtra chia sẻ là ngoài kiện về vấn đề trên thì người phụ nữ còn kiện những người trong gia đình chồng và chồng là đã quấy rối cô bằng nhiều cách khác nhau à, ví dụ như là họ yêu cầu cô là phải thêm của hội môn nè, rồi người chồng liên tục nghi ngờ cô, rồi anh này thường xuyên lấy điện thoại của cô để kiểm tra các cuộc điện thoại, trò chuyện, tin nhắn hay là ghi âm, vân uh, vân và anh này cũng là đã bị cáo buộc là đã ép buộc cô làm chuyện ấy là là làm xét á, uh, là bị cáo buộc là bắt buộc thôi và cảnh sát ở Naya đã cho biết là sẽ bắt người chồng trong một vài ngày tới vì vi phạm một số điều luật của bộ luật hình sự Ấn Độ và chị Như Huyền biết không và quý vị biết không ở Ấn Độ thì khi mà một người phụ nữ mà người ta uh, kết hôn Kết hợp với một cái người đàn ông đó thì là người ta người ta phải bỏ ra cái của hồ môn rất là nhiều. Đúng rồi. Chị, chị dạ. biết điều đó không? Dạ đúng rồi, bên nhà gái phải đem tiền qua cho nhà trai dạ đúng ừ. rồi đem tiền qua cho nhà trai và ừ. không phải đất nước Ấn Độ đâu một số đất nước mà Đông Á à, ví dụ như là Nepal, là Nepal mà chúng ta hay dùng từ tiếng Việt là Nepal đó thưa quý vị thì khi mà một cái đám hỏi hay đám cưới của diễn ra giữa hai người nam và người nữ thì người nữ lúc nào muốn cưới một người đàn ông thì phải bỏ ra cái tiền mà của hôn môn rất là nhiều ừ. à, và ở đây thì chúng ta thấy rằng cái thông tin này nó nó làm cho chúng ta cảm giác cũng hơi buồn chút xíu đúng không chị ừ. bởi vì trong cái một vấn đề hôn nhân giữa hai người mà nó bị ảnh hưởng bởi cái 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 vẻ thẩm mỹ bên ngoài thì nó 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 làm giảm đi cái 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 ý nghĩa của một cuộc hôn nhân. Đó ừ. là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái quá trình mà cảnh sát điều tra thì anh này lại cũng là một cái người dạng mà bảo thủ em thấy rất là nhiều người đàn ông ấn độ rất là bảo thủ yeah. chồng chú vợ tôi mm -hmm. và người ta có thể đánh vợ trong những ngày đám cưới và rất là còn nhiều đúng rồi mm -hmm. chúng ta đã từng đưa ra những cái bản tin mm -hmm. về những người đàn ông ấn độ đã đánh vợ trong những cái ngày cưới yeah. thì chúng ta thấy rằng ở đất nước ấn độ thì nam trọng nữ khinh mm -hmm. đến giờ này vẫn vẫn còn diễn ra như vậy yeah. ở khắp đất nước ấn độ và người phụ nữ khi mà cưới một người đàn ông thì nếu như mà cô ta có quyền kiện thôi tại vì đó là một cái sự che giấu rất là trắng trợn mm -hmm chị nghĩ coi thí dùng ừ. mới đầu chị quen một người đàn ông mà khi thấy người đó chọn ừ. một quay vẻ ngoài rất là đẹp trai ha mái tóc bồng bềnh đồ mặc đồ lắng có mà cái tự nhiên tối về tự nhiên cởi cái bộ bộ tóc ra hói đầu thì Mất mình hồn. cảm giác là người ta sẽ rất là rất là buồn yeah, rất là à, lê thái rồi. nói đây thì không phải là chúng ta đã kích những người hói đầu ừ. tại vì hói đầu đó là có rất là nhiều nguyên nhân nhưng mà lê thái và như huyền sẽ nói về những cái nguyên nhân mà gây rụng tóc và gây nên cái chứng hói đầu ở nam giới trong phần 2 của chương trình cà phê sáng cuối tuần và xin quý vị hãy giữ màn hình như huyền và lê thái sẽ quay trở lại sau phần thông tin thương mại của đài you